tại khu vực phía tây nam đảo Tuần Châu, giáp danh khu vực biển xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên. Hai ngày gần đây đã xuất hiện gần 100 bè nuôi hầu. Điều đáng nói, toàn bộ số bè này không phải của các hộ nuôi thủy sản của thành phố Hạ Long và đều nằm ở khu vực không được quy hoạch nuôi thủy sản. Sau khi tiến hành họp khẩn trong chiều nay, phường Tuần Châu chủ trì phối hợp với tổ liên ngành của thành phố Hạ Long tiến hành cưỡng chế và di rời các bè nuôi trồng thủy sản trái phép này để trả lại hiện trạng mặt biển thông thoáng, không ảnh hưởng đến luồng giao thông. Cái bè mảng này hiện tại giờ đang trên chúng tôi khi kiểm tra thì phát hiện là vô chủ, chưa xác định được chủ. Vì hiện tại thời điểm kiểm tra thì không có chủ nào ra nhận. Thì chúng tôi sẽ tập kết về chỗ phường Tuần Châu và giao lại cho Ủy ban phường Tuần Châu để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay các địa phương có biển trên địa bàn tỉnh đang quyết liệt lập lại trật tự trong nuôi thủy sản. Tất cả những trường hợp nuôi trái phép không đảm bảo quy định đều sẽ bị di rời tháo dỡ.